Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Hiền Discovery. Hôm nay Hiền giới thiệu với quý vị và các bạn hành trình đi xe điện để chiêm bái chùa Tam Chúc. Cô tính hôm nay đi chùa Phật đỡ đi khỏe lắm. Đoàn của Hiền Discovery lại tiến lên một công trình nữa của chùa Tam Chúc. Đây là toàn cảnh giống như là những cây bút. Đây là chính thức vào chùa Tam Chúc. Phật, Quan Âm, Thế Âm, Bồ Tát. Tất cả đều phải để dép ở bên ngoài hết, không được đi dép vào trong. Từ bi cứu khổ. Bác Duy Quế, bác Nguyễn Duy Quế đang sắp lễ để vào tháp hương ở chùa Tam Chúc. Bác Quế cho khán giả nhìn mặt cái nào. Ok, bác rất là chu đáo trong cái vấn đề sắp lễ. Giáo chủ nhá.
Bạn này dốc nhỉ? Dốc là ngồi nhiều là về số 1 vẫn bị à? Có số à, xe điện nhỉ? Đang quay video. Dạ chào cả nhà, mình em mời nhà mình đi chở xuống xe ạ. How are you? I'm fine, thank you. Dạ đây, em mời nhà mình đi lối này vào trong tham quan ạ. Việt Nam, hello. Xin là chào đây, em mời nhà mình đi lối tay trái vào trong tham quan này. Lối đâu là cuối? Tâm bảng. Của chùa Tam Chúc, điện giáo chủ hay mình còn gọi là pháp chủ đấy ạ. Điện ở đây chiều cao sẽ cao hơn một chút so với bên dưới. Ở đây là cao 31m và tổng diện tích sàn ở bên trong là 3.000m2. Dạ, khi đoàn nhà mình di chuyển vào trên bái thì ở chính giữa có thờ một pho tượng lớn, đó chính là tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pho tượng này được đúc bằng đồng nguyên khối và được chế tác bởi các nghệ nhân Việt ở làng Tống Xá, Ý Yên, Nam Định. Và tính tới thời điểm hiện tại, pho tượng này là nặng nhất Việt Nam 150 tấn ạ. 150 tấn? Dạ, đúng rồi ạ. Em xin phép mời cả nhà mình sẽ để dép bên ngoài giúp em và di chuyển vào bên trong. Em sẽ giới thiệu thêm và em dành thời gian cho nhà mình chiêm bái sau ạ. Dạ đây em mời nhà mình. Dạ, ở bên trong ở đây thì cũng hồi nãy nhà mình được giới thiệu chất liệu đá rồi đúng không ạ? Thì ở đây tất cả ba điện sẽ đều có một cái chất liệu đá giống như nhau ạ. Dạ vâng, ở đây sẽ có các bức phù điêu và miêu tả về giai đoạn cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Di chuyển từ trái sang phải là từ khi Đức Phật đản sinh, thành đạo, thuyết pháp và cuối cùng là ngày nhập cõi Niết Bàn vào năm 80 tuổi đấy ạ. Dạ, các cái công trình ở phía bên trong thì vẫn chưa hoàn thiện xong, dự kiến là đến năm 2048 nó sẽ hoàn thiện xong ạ. Dạ, nhà mình có thể chiêm bái thoải mái ở đây, sau đó quay trở lại bến xe điện hồi nãy giúp em nhé. Dạ, trước mặt mình đây là Đức Ông và phía bên kia là Đức Thánh Hiền đấy ạ. Em mời nhà mình chiêm bái ạ. Thánh Hiền bên kia đây là Đức Ông. Dạ đúng rồi, đây là Đức Ông ạ. Cảm ơn nhé. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn năm 80 tuổi. Chạy việc gì đâu, Phật đỡ mà. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ hội các chư tăng dự đại lễ Phật đản tại chùa Tam Chúc. Ảnh kỷ niệm cung đoàn Nhật Bản. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Phật đản Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tượng Phật Thánh Hiền. Không tự ý đánh chuông, chuông rất là to. Đây tượng Phật là 150 tấn. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Lên điện Tam Thế. Vâng, điện Tam Thế. Đoàn của nhà Hiền bắt đầu lên điện Tam Thế nha. Tham quan điện Tam Bảo xong thì lên điện Tam Thế. Sau điện Tam Thế thì là đi bộ lên trên chùa Ngọc đúng không ạ? Anh nhỉ? Đúng rồi. Xe điện cua. Nếu như ai muốn lên nữa lên chùa Ngọc thì phải đi bằng đi bộ. Anh
199 bậc thang. Sau khi chinh phục trên tháp Ngọc xong, mình di chuyển xuống dưới này sẽ có xe điện đón nhà mình sang chùa cổ 3 sao, đấy là tuyến điểm cuối cùng của gia đình nhà mình. Và bây giờ cháu mời gia đình nhà mình di chuyển lên phía đại điện chính ở phía đằng trước đi ạ. Hiện tại gia đình nhà mình đang đứng ở trên sân điện Tam Thế, và trên sân điện Tam Thế có một điểm ấn tượng mà em muốn giới thiệu với đoàn gia đình nhà mình, đó là cây Bồ đề vĩ đại Cát Tường. Thì bây giờ em mời gia đình nhà mình di chuyển ra cây Bồ đề vĩ đại Cát Tường trước ạ. Vâng, phía trước mặt gia đình nhà mình đây là cây Bồ đề vĩ đại Cát Tường. Cây Bồ đề vĩ đại Cát Tường này thì được chiết ra từ cây Bồ đề vĩ đại Cát Tường ở bên Sri Lanka, có tuổi đời là 2255 tuổi, tính đến thời điểm hiện tại đang là lớn nhất thế giới. Và cây Bồ đề này thì được Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka dành tặng cho Việt Nam ta vào 2018. Từ lúc chiết về thì cây Bồ đề chỉ bé bằng ngón tay và cao có 50 phân thôi ạ. Sau 5 năm rồi cây đã phát triển và lớn lên được như thế này rồi. Và cây Bồ đề ở đời thứ nhất ở bên cây Bồ đề Ấn Độ Đạo Tràng thì đã được Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền định 49 ngày và đã giác ngộ ra được thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên cây Bồ đề này gọi là cây Bồ đề thiêng, và cây này là cây đời thứ 3 của cây Bồ đề bên đó. Với một đặc điểm đó là không bao giờ chút lá theo mùa như cây Bồ đề của nước Việt Nam ta bên cạnh kia. Chỉ có lá già vàng đi thì mới rụng xuống thôi. Và cái đầu lá của cây Bồ đề này cũng rất là dài, dài tương đương với một phiền lá to ở phía dưới. Thân cây thì mọc thẳng từ dưới lên trên, không có rễ bao quanh như cây Bồ đề Việt Nam ta. Vâng, và duy nhất ở Việt Nam ta có một cây Bồ đề này thôi, có giấy chứng nhận, giấy khai sinh do Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka ký tặng cho Việt Nam. Vâng, và sau khi tham quan cây Bồ đề này xong thì con mời gia đình nhà mình di chuyển lên trên phía đại điện chính để mình tham quan ở phía bên trên ạ. Dạ, ba chiếc xe ở bên tay trái đây là ba chiếc xe rước xá lợi Phật. Rước xá lợi Phật. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rước xá lợi Phật. Gia đình nhà mình đang đứng ở đại điện Tam Thế, đây là đại điện chính trong khu quần thể Tam Chúc với độ cao là 45m so với mực nước biển, và ba lớp mái chùa đồ sộ theo lối kiến trúc con chồng kẻ bầy của lối kiến trúc chùa Việt xưa. Hiện tại thì phía bên trong đang thờ Tam Thế Phật, thờ ba vị Đức Phật ở ba thời thế khác nhau. Phía bên tay trái là vị Đức Phật A Di Đà tượng trưng như thời quá khứ, ở giữa là vị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tượng trưng như thời hiện tại của chúng ta, và cuối cùng là vị Đức Phật Di Lặc tượng trưng như thời vị lai, tức là tương lai. Và ở mỗi một thời thì bao gồm 1.000 vị Phật khác nhau. Khi mình nói rộng ra, Tam Thế Phật đó là vô lượng, vô biên, vô số các chư Phật mười phương. Và ba bức tượng này có kích thước và trọng lượng bằng nhau, đó là 80 tấn mỗi bức, được làm bằng đồng nguyên khối do các nghệ nhân Ý Yên Nam Định chế tác. Và phía dưới ba bức tượng là ba tòa sen đá được làm bằng đá xanh Thanh Hóa và nặng 30 tấn. Phía sau ba bức tượng là ba chiếc lá Bồ đề. Ba chiếc lá Bồ đề này cũng được làm bằng đồng nặng 5 tấn. Tuy nhiên là hình ảnh họa tiết vân mây ánh hào quang nổi được làm hoàn toàn bằng vàng thật ạ. Và tổng diện tích của đại điện Tam Thế này lên đến 5.400m², đủ cho 5.000 Phật tử ngồi hành lễ cùng một lúc ở phía không gian bên trong đây. Và một viên gạch ở dưới chân gia đình nhà mình đang đứng đây ạ. Có kích thước là 80 x 80 và nặng 80kg, dày từ 8 đến 10 phân. Người ta đã tính toán đủ cho một Phật tử ngồi trên một viên gạch này để hành lễ. Và cái không gian chính điện ở chính giữa đây ạ, để đặt được 3 bức tượng và để dành cho mọi người vào làm lễ, là một không gian rộng lên đến 1.000m², không cần dùng đến cây cột bê tông nào chống đỡ không gian này. Thì toàn bộ hệ thống dầm xà ngang ở phía bên trên được làm trong lõi là cáp chịu lực chứ không phải là cốt thép thông thường, cho nên nó có thể nâng đỡ được toàn bộ trọng lượng bộ mái mà không cần dùng đến cây cột bê tông chống đỡ. Và xung quanh đại điện Tam Thế đây ạ là các bức tranh đá phù điêu được làm bằng đá núi lửa Java của Indonesia. Các bức tranh đá ở trên đây thì tái hiện lại vô cùng nhân văn về cuộc đời của Đức Phật, nói lên cái chốn Bồng Lai tiên cảnh cõi Niết Bàn, nơi mà vẻ đẹp chân thiện mỹ con người chúng ta hằng mong muốn tới nơi đây. Và các bức tranh đá ở trên đây thì được ghép bởi 12.000 mảnh ghép khác nhau để tạo nên các bức tranh đá. Và bây giờ là khoảng thời gian còn lại con dành cho gia đình nhà mình di chuyển vào phía ban chính giữa mình làm lễ trước, xong sau đó mình sẽ hướng về tương lai, mình làm bên ban Di Lặc, xong cuối cùng mình sẽ quay trở lại về thời quá khứ, mình tưởng niệm lại Phật A Di Đà. Đó là thứ tự mình làm lễ ạ. Dạ vâng, em xin mời và cháu xin mời gia đình nhà mình ạ.
đoàn của nhà Hiền Zikovoji đang bám cầu thang để trượt lên trên chùa Ngọc. Sau điểm chùa Ngọc chúng ta sẽ sang chùa Ba Sao bằng lại đi bằng xe. Có muốn chùa Ngọc là phải đi bộ thôi, bởi vì dốc quá nên xe không lên được. Xe điện. Lên chùa Ngọc đang đi bộ đây. Đường đi dọc cái cờ phướn này, thuận buồm xuôi gió này. Công thành. Đây bảo là cả trạm đợi. Đang đỉnh chùa Ngọc view cho các bạn cùng xem nha. Đường lên chùa Ngọc gian nan như các cụ rồi đấy. Phà dâu tôm vẫn muốn lên. Đang ở trên đỉnh chùa Ngọc. Đây chùa Ngọc đây. Đó. Khoảng 20 bậc thang nữa lên đỉnh đấy. Mình hiền view tạm thời thôi. Đến đoạn này thấy đẹp đẹp thì lại view. Để lên trên đỉnh thì bắt đầu là view nha. Đây đỉnh đây. Một không gian thật là hùng vĩ, nơi hội tụ linh khí trời và đất. Mày hay bị mất. Mày không hết bị. Có chụp mà. Có hai. Con lên xuống. Thế đi lên xuống cái này nhá. Từ trên nhìn xuống, đây là điểm cao nhất của khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc. Hành trình du lịch đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chùa Ngọc là điểm cao nhất quý vị các bạn. Hôm nay trời có nhiều sương mù